Xin chào 500 anh em, vậy là sắp tới đây chúng ta sẽ đón chào một số các dòng xe mới cập bến tại thị trường Việt Nam. Trong đó có cả các dòng xe SUV cỡ lớn đến từ các thương hiệu nổi tiếng như là Kia và Ford. Bên cạnh đó, nổi bật nhất vẫn phải kể tới mẫu xe F33 của VinFast. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm mặt chỉ tên những mẫu xe sẽ cập bến tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nha. Xin chân thành cảm ơn. Cá nhân tôi cho rằng sau khi Kia Soulnet về thị trường Việt Nam, chiếc xe này sẽ là một trong những cặp bài trùng với Kia Seltos phủ một mẻ lưới dày trong phân khúc crossover. Và đây là chiến thuật mà hiếm có hãng xe nào đang thực hiện và đem lại kết quả tốt như Kia. Trong tháng 2 năm 2021 thì Kia Seltos đã có doanh số tổng là 1.012 xe, đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam bình chọn. Mẫu xe Kia Soulnet được coi là một trong những cái bản thiết kế thu nhỏ của Kia Sorento thế hệ mới. Điểm đáng chú ý của chiếc xe này nằm ở những trang bị hiện đại như cụm đèn chiếu sáng full LED, màn hình 8 inch, Rainbow, sạc không dây, đèn trang trí bên trong khoang cabin và cửa sổ trời. Ngoài ra xe còn được trang bị khối động cơ 1.5 lít cho ra tổng công suất là 144 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 144 Nm, đi kèm với cụm hộp số tự động vô cấp CVT. Theo thông tin đến từ Thaco Trường Hải thì Kia Soulnet có thể sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay và tiếp tục sẽ được lắp ráp ở trong nước. Nằm trên phân khúc Kia Sorento, chiếc xe Kia Telluride là một trong những cái tên nằm trong phân khúc SUV phổ thông cỡ lớn, là đối thủ của Hyundai Palisade và Ford Explorer. Ngoài sở hữu một ngoại hình to đô, mạnh mẽ và không khác gì những mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ, Kia Telluride còn được trang bị rất nhiều những công nghệ hiện đại và nội thất sang trọng, ví dụ như cụm đồng hồ Tableau dạng digital cỡ lớn, màn hình trung tâm giải trí 10,25 inch, dàn âm thanh siêu khủng Hartmann Garden và không thể thiếu được cửa sổ trời toàn cảnh. Nếu như so sánh với các đối thủ như là Ford Explorer thì tôi cho rằng Kia Telluride xứng đáng là một trong những cái mẫu xe có sức cạnh tranh sòng phẳng vì sở hữu một khối động cơ lên tới 3,8 lít cho ra tổng công suất là 291 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 355 Nm, đi kèm với cụm hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó thì Explorer đang sở hữu một khối động cơ 2.3 lít EcoBoost tăng áp sản sinh ra công suất khoảng 273 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 420 Nm, đi kèm với cụm hộp số tự động 10 cấp số. Đã có những hình ảnh hé lộ về lô xe Hyundai Santa Fe đầu tiên được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, và có thể trong một vài tháng nữa thôi, mẫu xe crossover 5+2 của thương hiệu Hàn Quốc sẽ sớm được ra mắt. Hyundai Santa Fe 2021 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, vì thế tổng quan ngoại thất xe cũng không có những cái điểm gì thay đổi quá mạnh mẽ, chủ yếu nó diễn ra ở phần đầu xe. Điểm nhấn đầu tiên bên trên phiên bản mới phải nói tới đó là cụm đèn chiếu sáng full LED được bài trí thiết kế lại gắn liền với phần chi tiết mặt ca lăng xe, có cách tạo hình giống với lỗ tổ ong, đèn định vị hình chữ T giống với mẫu xe đàn anh Hyundai Palisade. Cá nhân tôi cho rằng đây chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thôi, tuy nhiên thì Hyundai họ đã tạo ra một chiếc xe với rất nhiều sự cải tiến và thay đổi rồi. Và quả thực thì các hãng xe đến từ Hàn Quốc luôn luôn rất chiều chuộng khách hàng, chúng ta sẽ không cần phải kể tới những công nghệ option mà Hyundai Santa Fe phiên bản mới sẽ sở hữu. Vậy là cuối cùng thì Ford Escape đã không quay về thị trường Việt Nam, vì thế mẫu xe Ford Territory trong năm nay sẽ cập bến tại thị trường trong nước. Hiện tại các đại lý đã bắt đầu nhận cọc và dự kiến giao xe vào quý 2 năm 2021. Trên thực tế thì Ford Territory là một trong những chiếc xe line với xe Trung Quốc, chứ không phải thuần phong cách cơ bắp kiểu Mỹ. Tôi cho rằng phong cách thiết kế mới, hiện đại, hợp thời trang, tuy nhiên thì chất Mỹ đã không còn xuất hiện trên mẫu xe này. Tuy vậy thì bước vào bên trong khoang nội thất xe, các bạn cũng có rất nhiều những trang bị đồ chơi xịn sò như là cụm đồng hồ Tableau dạng điện tử, màn hình trung tâm 10 inch và cửa sổ trời toàn cảnh. Với mức giá dự kiến khoảng 800 triệu đồng thì Ford Territory đang có một cái mức giá bán dễ thở hơn so với toàn bộ các đối thủ như là Mazda CX-5 và Toyota Corolla Cross và sẽ ngang bằng so với Hyundai Tucson. Ford Explorer đã ra mắt tại thị trường Mỹ trong năm 2020 với một phiên bản sử dụng động cơ Hybrid sản sinh ra công suất là 457 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 825 Nm. Tuy nhiên thì phiên bản sẽ về Việt Nam chỉ là phiên bản sử dụng động cơ 2.3 lít EcoBoost quen thuộc mà thôi, sản sinh ra công suất khoảng 273 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 420 Nm, đi kèm với cụm hộp số tự động 10 cấp số.
Về mặt vận hành thì xe vẫn giữ nguyên, tuy vậy thì trên phiên bản mới chúng ta sẽ có rất nhiều cánh mới. Từ ngoại thất xe, thiết kế góc cạnh, hầm hố hơn và vẫn đậm chất cơ bắp kiểu Mỹ. Bên trong nội thất xe Ford Explorer 2021 lột xác hoàn toàn với thiết kế mang tới không khí hiện đại và sang chảnh. Vô lăng ba chấu cách tạo hình mới, cụm đồng hồ tablo dạng analog báo điện tử, nổi bật với độ sắc nét và phân giải cực cao. Màn hình trung tâm giải trí 10,1 inch có thể được đặt dọc, sử dụng hệ thống điều hành sinh 4. Bên cạnh đó thì hệ thống âm thanh B&O đẳng cấp được sử dụng trên các dòng xe Lincoln cũng được mang tới cho Explorer 2021. Ngoài ra những chi tiết như cần số cũng được lược bỏ hoàn toàn, thay vào đó là sử dụng dạng núm xoay. Cá nhân tôi cho rằng cuộc chơi trong phân khúc SUV phổ thông cỡ lớn giờ đây đã trở nên cân bằng hơn khi có cả đối thủ Kia Telluride. Tuy nhiên thì Explorer với lợi thế là đã có mặt tại thị trường Việt Nam sớm hơn đối thủ, nhập khẩu nguyên chiếc tại Mỹ, và trên hết Explorer đã có phiên bản mới. Vì thế chúng ta sẽ rất khó đoán định được điều gì sẽ xảy ra trong phân khúc này ở quãng thời gian sắp tới. Vừa rồi là điểm nhanh 5 cái tên sẽ ra mắt trong năm 2021 mà Auto Việt Nam tổng hợp lại ở trong phần 1. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video phần 2.